À, khắc thiên kiều. Tại sao em khóc? Em không biết nữa. Chắc là em đã yêu rồi. Em đã yêu. Nhưng người này là ai? Tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Thôi, hết rồi. Anh chưa xa, em yêu là có tội vậy không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh muốn nói em một điều mà từ bấy lâu nay nó vấp mãi trong tìm kiều ơi bóng chiều mai.